Lần trước con có nghe một vị thầy giảng rằng khi thọ năm giới, chúng ta có thể thọ đi thọ lại nhiều lần phạm giới thì sám hối và thọ lại giới. Con có một thắc mắc là liệu vì phạm giới rồi thọ lại giới như vậy có làm cho chúng ta dễ dàng phạm lỗi hơn không? Quý vị nên hiểu cái việc chúng ta giữ giới nó không phải là một hình phạt. Nhớ dùm nha. Nó không phải là một cái à, giống như là một cái sợi dây trói buộc. Mà nó là sự bảo vệ. Nó là sự nhắc nhở. Thành thử á khi mà mình gặp giới thì mình có thể sám hối. Mục đích sám hối đó là để nhắc nhở mình là tôi ghi nhận cái lỗi đó. Tôi biết đây là cái lỗi lầm. Và việc tôi ghi nhận lỗi lầm như vậy là để tránh tôi tái phạm ở cái đời vị lai và cái việc mà chúng ta xăm hối sau đó thọ lại giới như vậy đó nó giúp cho nó giúp cho cái giới của mình nó trong sạch nghĩa là một trong số những tác dụng của giới tức là sao nó giống như là mình đi đầu thai kiếp khác vậy đó. cái con người của mình ấy cái tấm thân ngũ uẩn này ngay từ thời điểm thọ giới nó được làm mới nhưng mà cái nghiệp thì nó vẫn còn cái nghiệp chuyện nhưng mà cái nghiệp đó là chuyện đã qua nó sẽ không có làm cho mình phải ấy nấy phải rê rứt phải băn khoăn để mình ảnh hưởng đến mình nữa mục đích là như vậy chứ không phải là thái độ của mình đối với giới đó thôi cứ phạm đi rồi sám hối trong chú giải pháp cứu uh, có trường hợp một vị tỳ kheo vô tình làm uh, đứt một cái bụi cỏ thì vì này mới hỏi vị sư bạn thì vị sư bạn mới nói thì sư uh, uh, phạm giới rồi thì sư sám hối thôi vì thi kheo nhổ cỏ là phạm giới thì uh, sám hối thôi. thì vị này mới nghĩ đó. Là như vậy thì thôi mình cứ phạm xong rồi mình sám hối. tại vì phạm xong rồi sám hối là giới trong sạch mà. cho nên là vị đó nhổ luôn cả bụi cỏ. đấy. và đức thế tôn nói rằng này, cái thái độ của vị một vị tỳ kheo đối với giới như vậy đó, thì không tránh khỏi địa ngục. tức là mình coi thường giới cái giới nó vốn dĩ nó đúng là nó không phải là cái kiểu uh, ràng buộc uh, không phải là cái kiểu trừng phạt nhưng mà nó là kiểu nhắc nhở đấy còn mình cứ dễ vui thì đó là chuyện của mình nhé uh, thành thử ở trong luật á uh, có một cái hạn đó là cái hạng người không có giới hạn đối với tội lỗi thì cái hạng người này đó được xem là không có tàm úy không có giới hạn đối với tội lỗi nghĩa là sao tạm riết tức là cứ thọ rồi lại phạm rồi lại sám hối rồi lại phạm rồi sám hối rồi lại phạm thì cái hạng người đó được gọi là cái hạng không có giới hạn đối với tội lỗi à, thì tùy thôi tùy